Chào các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là tin tức Trấn Thành bất ngờ ngã nhào trên sân khấu vì rối loạn tiền đình. Nữ giám khảo Việt Hương cười hả hê khi Trấn Thành bất ngờ té nhào trên sân khấu trong lúc nam MC đang cố ghi điểm với MC Thanh Mai. Xuất hiện cảnh Việt Hương và Trấn Thành trên ghế nóng của chương trình tuần này có sự góp mặt của MC Thanh Mai. Người đẹp không tội sẽ đưa ra những góp ý, nhận xét trên cương vị là một khán giả trung lập yêu thích hài kịch. Có mặt tại trường quay từ sớm với chiếc áo dài rực rỡ, họa tiết hoa được thiêu tay của nhà thiết kế Thuận Việt, Thanh Mai khiến các đồng nghiệp cũng như khán giả ngẩn ngơ trước vẻ đẹp bất chấp thời gian của chị. Gặp nữ hoàng thanh lịch Thanh Mai trong hậu trường, Trấn Thành vô cùng hào hứng khi được một sở thị thần tượng. Năm nghệ sĩ đã hết lời ca ngợi và bày tỏ sự ngưỡng mộ. Chương trình lần này mời được chị Thanh Mai là quá tuyệt vời. Đây là người phụ nữ có nét đẹp trường tồn, bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, đặc biệt là cực kỳ thông minh và duyên dáng. Vì quá hâm mộ đàn chị Thanh Mai, bạn trai Heroin quyết định lựa chọn hóa thân thành vị tướng trong thời quá khứ để thể hiện tài múa côn, dương quyền đẹp mắt nhằm ghi điểm với nữ MC. Thế nhưng, vì say quá nhiều vòng, Trấn Thành rơi vào phen lúng túng khi bị chóng mặt té ngay trên sân khấu. Nữ diễn viên Việt Hương và MC Đình Toàn được một phen cười hả hê khi Trấn Thành bất ngờ lăn quay trên sân khấu. Sau màn té ngã, nam MC nhanh nhỏ biện minh rằng mình bị rối loạn tiền đình. Ở một diễn biến khác, người đẹp không tội Thanh Mai được xem là một trong những mỹ nhân thành công của showbiz Việt hiện nay. Bên cạnh công việc diễn viên, Thanh Mai còn lấn sân và đạt nhiều thành công trong lĩnh vực MC lẫn kinh doanh. Bận rộn tức bực với nhiều công việc khác nhau, nhưng nữ diễn viên điện ảnh chia sẻ, chưa bao giờ cô thôi nhớ nghề, nên thi thoảng vẫn nhận lời xuất hiện tại một số hoạt động giải trí. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức Sao Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức Sao Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.